Xin chào cả nhà. Thì bây giờ cũng đã trưa rồi, gần 12 giờ trưa rồi. Ở các tuyến đường hiện tại cảnh sát giao thông thì đang đi dẹp trật tự, không cho người dân đứng ở ven đường, đậu xe ven đường nữa. Cung đường hiện tại thì được các lực lượng cảnh sát giao thông đang vẫn dẹp. Thì không biết tình hình như thế nào. Về đối tượng thì vẫn chưa tìm được mọi người nhé. Và là lực lượng cơ động hiện tại bao vây ra tới cái vòng ở ngoài cái mép đường này, ngoài lề đường. Rất nhiều cảnh sát cơ động làm việc rất là tại căng thẳng. Rất nhiều lực lượng dân quân cơ động thì đứng khắp các cái tuyến đường. Còn cái tình hình ở trong thì hiện tại em vẫn chưa cập nhật được. Hiện tại cái thông tin thì vẫn là bị mất, nên là mọi người sẽ mà cũng thông cảm. Ở cái video lên trước thì em quay và nói là cái khả năng là bắt được, nhưng mà cái thông tin đó thì cũng được mọi người ở đây đồn thổi, nên là đưa cái thông tin nó cũng chưa có được chính xác lắm. Thì mà em cũng thành thật xin lỗi về cái thông tin đó. Tại cơ bản thì thông tin ở đây hiện tại là khắp các cái tuyến đường thì thông tin thì nó loạn xạ lên mọi người ạ. Nên là mọi người bây giờ em sẽ hạn chế quay các cái video mà thì thông tin nó chưa chính xác lại, để mọi người nắm bắt cho nó đúng với cái thực tế. Nhưng mà là cái điều là ngay tại thời điểm này thì rất là căng thẳng. Tất cả cái lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động thì đi dẹp đường, nhìn có vẻ rất là nghiêm trọng. Không biết là ở trong tình hình ở trong thì như thế nào. Lực lượng cảnh sát cơ động thì ra tới ngoài lề đường để mà bảo vệ cái vòng vây. Thì em vẫn sẽ tiếp tục quay những clip cập nhật những thông tin mới nhất để đưa lên, đăng tải lên để mọi người cập nhật những cái thực trạng tại hiện trường. Đấy, thì hiện tại mọi người thấy các cái tuyến đường thì được các cái đồng chí cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông dẹp đi dẹp khắp các cái lối đường này. Rất nhiều chiến sĩ công an họ là đứng canh gác khắp các tuyến đường luôn. Và cái vòng vây ở trong này thì cũng được tăng cường rất là nhiều. Thì tình hình như thế nào thì hiện tại chưa cập nhật được. Mọi người hãy cùng đón chờ trong những video tiếp theo. Em sẽ đăng tải lên những cái tình hình ở đây để mọi người cập nhật. Không biết là ngày hôm nay sẽ là nó sẽ có kết quả hay không. Thì mọi người cùng đón chờ nhé. Đấy, mọi người thấy không? Rất là nhiều các cái lực lượng cảnh sát dẹp hết các cái tuyến đường đầu kia luôn. Cả là cơ động, cả là công an hình sự và là cảnh sát giao thông. Rất đông. Thì theo suy đoán thì khả năng sẽ có một cái sự đột biến gì đây mà các cái lực lượng lại tăng cường như thế này. Mọi người hãy cùng đón chờ cái thông tin em sẽ cập nhật và đăng tải lên nhé. Sẽ gửi đến mọi người cái hiện trạng thực tế nhất và đúng sự thật nhất để mọi người cập nhật. Khả năng trong một vài giờ tới sẽ có sự đột biến lớn. Tại vì hiện tại thì thấy là tình hình rất là căng thẳng rồi. Đó, các mọi người thấy không? Khắp các tuyến đường đều được dẹp. Không có cho các người dân đứng ven đường nữa. Đấy, rất nhiều chiến sĩ công an đứng ngăn chặn từ đâu này tới đâu kia luôn. Rất là nhiều. Không cho người dân đầu đổ xe ở ven đường luôn. Thì không biết tình hình sẽ như thế nào đây.
Nó theo cái suy đoán của em thì nó là như vậy. Theo suy đoán thì khả năng nó sẽ có cái sắp có cái biển lớn, phải có một cái sự đột biến gì trong cái cuộc này. Tại vì cũng là ngày thứ ba rồi, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Rồi em sẽ cập nhật và đưa những cái thông tin mới nhất lên để mọi người nắm bắt thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại.